thật tuyệt khi bạn có thể luôn luôn chỉnh chu, sành điệu và nổi bật, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn khi ngay cả lúc bản thân bạn không quá cầu kỳ, rất đơn giản nhưng vẫn trông thật cuốn hút và ấn tượng. Hãy đến với những thiết kế đặc sắc của nón Sơn với những kiểu dáng thanh lịch, sang trọng và đầy tinh tế. Các sản phẩm này đều được sử dụng một chất liệu đặc biệt, đó là sợi Premium Jute, hay còn gọi là sợi dây cao cấp, thuộc sợi tự nhiên, có nguồn gốc ở khu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Để làm ra được sợi dây, người nghệ nhân cần đạt sự tỉ mỉ, khéo léo, trải qua nhiều công đoạn thủ công lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài mới có thể hoàn thiện một sản phẩm trước khi đến tay khách hàng. Sản phẩm này có mã là DH126 và DH098A, giá niêm yết là 10 triệu đồng, và DH117 giá niêm yết là 3 triệu 500 ngàn đồng. Bạn đừng quên kết hợp với một phụ kiện quan trọng thiết yếu ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh nhưng vẫn hợp thời trang và an toàn, đó chính là khẩu trang vải nón Sơn. Giờ thì hãy chọn ngay cho mình một sản phẩm thực sự phù hợp để bạn có thể tạo ra những set đồ ấn tượng, một vẻ đẹp nguyên quyền cùng thần thái cuốn hút, tự tin ở trong mọi hoàn cảnh. Để sở hữu sản phẩm với ưu đãi đặc biệt hấp dẫn thì hãy đến ngay hệ thống cửa hàng nón Sơn trên toàn quốc hoặc đặt mua hàng qua website nonson.vn và tại trang fanpage Nón Sơn Fashion, hoặc liên hệ vào số tổng đài mua hàng 1800 7179. Rất cảm ơn quý khách hàng đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại.